Ngon rồi. Trời ơi, mày bắt tao thử đi. Mày bắt tao thử đi. Ông giỏi buông ra. Mày ngon rồi. Lần này tao cảnh cáo mày đó nghe. Không còn lần sau nữa là tao bắt. Ông giỏi buông ra. Tao quanh mày ra trăm mảnh đó nghe. Mày ngon rồi. Ông giỏi buông ra. Dạ, con xin kính chào quý ông bà cô chú anh chị. Dạ, đầu video thì cho phép con xin chúc quý ông bà cô chú anh chị của mình có thật nhiều sức khỏe, vui vẻ và thật nhiều bình an trong công việc cuộc sống nha cả nhà. Vậy thì cả nhà ơi, thì tiếp nối cái video, tiếp nối cuộc hành trình và con và cả nhà mình đi khám phá về thế giới tâm linh, khám phá về những căn nhà quan bí ẩn cũng như những nơi có minh trú ngụ, cũng như những nơi có một vị xuất hiện ở cõi ta bà này. Thì ngày hôm nay con quay trở lại đây, quay trở lại cái khu rương để mà mình có thể mình tìm gặp những vong linh còn lại ở trong cái khu này, thì mình có thể là mình tìm cách giúp đỡ họ cho họ được về chùa, về núi để mà tu tập nữa nha. Thì nói chung hiện tại là con cũng chưa biết là còn nhiều ít nữa nha. Thì chỉ biết là hiện tại hôm nay có rất là nhiều vong, nghe được lời kể của những vong trước á, thì thấy vong hiện tại cũng khá là nhiều. Thì hiện tại cũng mới giúp được có 2-3 người á, 2-3 vong nha cả nhà. Thì ngày hôm nay quay ra đây để mà mình tìm hiểu xem có duyên gặp được vong nào hay không. Nghe kìa, mình tới đây mình nghe sột sạc cục sạc nha cả nhà, nghe không cả nhà? Thôi thì mình sẽ cố gắng mình giao tiếp với những vong đang ở đây để mình có thể là đưa cho họ về chùa, về núi để mà tu học nha cả nhà. Mình mới bước xuống ở đây mà nghe sột sạc cục sạc đó nha. Không biết hôm nay là có duyên gặp tới vong nào thì không biết. Để như cái phần ngày hôm nay con sẽ cố gắng mình giao tiếp vong, mình giúp đỡ vong để có thể là gửi về chùa núi tập, rồi mình hỏi hiện tại là ở đây còn bao nhiêu để mình có thể tìm cách mình giúp đỡ cho xong luôn nha cả nhà. Nghe gì sột sạc sạc tay mất tiêu rồi ta. Mới thấy mình nghe sột sạc sạc tay nữa nha. Sao không thấy gì trơn ta. Có gì rồi. Ồ, kì kẻ nhà thấy như có gì cơ nha. Không biết cái nhà thấy không ta. Kì kẻ nhà. Ôi, dạ, chú tôi xin chào vong ạ. Trời. Thì vong cứ bình tĩnh đi. Tôi biết là vong đang đói khát lạnh lẽo ở đây, cho nên thì tôi chỉ yếu là muốn giúp đỡ vong để có thể là cúng kiến cho vong dùng để vong có thể no lòng dạ hơn, rồi vong ra giao tiếp tôi nha, có được không vong? Kìa nha, nhà thấy không nha, làm gì hôn dữ à? Vong cứ bình tĩnh đi, tôi đến đây thì đâu có xua đuổi vong đâu, tôi chỉ muốn giúp đỡ vong để có thể là cho vong được no là mỏng dạ hơn, rồi tôi sẽ nói chuyện với vong để có thể là gửi vong về chùa về núi để mà tu học, chứ tôi không hề có ý gì xấu, không hề muốn là xua đuổi hay là bắt bớ vong đâu. Tôi biết là vong đang sợ tôi thì vong cứ bình tĩnh nha, tôi rất nhẹ nhàng với vong rồi, chứ tôi cũng không có hung dữ đâu. Tiêu ta, không thấy cái nè, không mới thấy đến đây mà ta. Ok kìa cái nha,
mới thấy này mới nha. Ồ kỹ ta, mới rồi ràng thấy đến ngay luôn rồi nha. Thì mong đừng có sợ nha. Thì tôi thì chủ yếu là được bề trên gia hộ xuống đây để có thể là giúp đỡ cho các bông đang đói khát lạnh lẽo của ta bà này được một phần ăn, rồi được đưa về chùa núi để mà tu tập, chứ không hề có một cái ý gì xấu. Nếu có ý gì xấu thì tôi đã đến, tôi đã trấn áp bông rồi, chứ không phải tôi dùng những lời nói thế như thế này để mà khuyên giải bông đâu. Xem ra rồi người ta. Thì bông đã chấp nhận thì bông mới xuất hiện ra giao tiếp với tôi đi. Thì tôi cũng cúng kiến cho bông dùng nha. Ok kìa, ok kìa nha, nếp đây kìa nha. Giờ bông muốn bình tĩnh nha. Thì tôi chưa chào bông nha, bông cứ bình tĩnh để tôi. Trời. Làm gì đây? Cây mà chọi xuống cái máy cái này lỡ trúng máy sao cha? Không có tiền nữa. Con cứ bình tĩnh đi. Tôi chủ yếu là muốn giúp đỡ thôi, chứ tôi đâu có gì xấu đâu mà được cái sợ nha. Cứ bình tĩnh để tôi đặt cái máy xuống rồi tôi giao tiếp với bông nha. Ok. Bình tĩnh đi mà, tôi đâu có làm gì đâu mà sợ. Phong cứ bình tĩnh nha, để tôi giao tiếp với bông. Ê. Trời. Ủa, xem xíu vô cái giò nha. Trời ơi, không đặt được cái máy cả nhà. Trời ơi, cả nhà, cái cây cái này mà cái này mà trời xém đi xíu vô cái giò nha. Thì tôi chú miếng là giúp Phong thôi, chứ tôi đâu có làm gì đâu mà hung hăng vậy. Ông cứ bình tĩnh đi chứ. Thấy cái là trội. Anh ta trội giỏi lắm hả? Tiêu nha. YouTube nói gì vậy? Trội lại hư cái máy người ta rồi sao? Tôi đến đây giúp đỡ là tôi đi mình không, nó còn có cái máy này đó. Trời lại hư cái máy là tiền đâu mua máy mới. Trời ông khôn, trời từng trời trúng cái máy còn hướng chụp cái máy trời không nha. Ủa mất tiền rồi. Ủa nhanh vậy. Trời ơi, tiền nữa nha. Trời chỉ mưa rồi cả nhà. Cẩn thận mày, nhiều khi bị lé sau lưng nữa, nguy hiểm quá. Nam mô Di Đà Phật. Thì con đến đây thì cũng nhờ thần lực của ông ta để có thể dễ dàng độ hóa những ông linh đây. Mong các ông các ngài ở đây có thể là cho con một ít tinh lực để có thể là giúp đỡ một tí luôn đó nha. Kỳ ta. Mới thấy nó mất tiêu luôn nha. Để đảo về thử nha. Cái gì đó. Thì bông cứ xuất hiện giao tiếp với tôi đi, để bông biết là tôi hiền lành, chứ đâu có không giữ đâu mà cứ núp lo đó rồi. Cứ mỗi lần ra cái gặp cái là chọi, gặp cái là chọi rồi sao? Muốn gì thì phải ra nói chuyện người ta giúp được chứ, núp không người sao biết được người ta giúp.
bây giờ Phong không phải xuất hiện ra rồi không phải nói chuyện với người ta chứ. Muốn ăn thì cũng phải từ từ, không phải nói chuyện người ta mới cúng. Kiếm đảo vòng nữa kìa. Thấy không ta? Kỳ vậy ta? Cái này nguy hiểm, cái này nha cái nhà. Thì Phong cứ ra giao tiếp nói chuyện tôi đi, chứ đừng có mà thập thập đó ló đó. Tôi biết là Phong hiện tại đang thấy tôi đó. Phong đừng có để tôi phải dùng biện pháp mạnh với Phong nha. Tôi thực sự là không muốn như vậy đâu nha. Ê, cả nhà, chắc đây còn đọc các bạn ý thức rồi cả nha. Cho Phong dùng đi. Thì bây giờ không chịu xuất hiện luôn rồi nha. Kiếm hết được rồi. Thôi vậy đặt đâu vậy ta? Đặt tay đi nha cả nhà. Kiếm cho thật mới được. Đặt đây đi cả nhà. Đây nha cả nhà. Yeah, mai lắc quá lắc. Cả nhà, cái dốc như này đặt không được cả nhà. Để con tìm một chỗ nào khác để đặt cả nhà. Cái này khó đặt quá. Mình mới đặt cái này ta. Đây đi cả nhà. Chứ bây giờ cái dốc đó khó đặt quá trời khó đặt rồi. Để mình kiếm chỗ nào để đặt cái nó ngon lành kìa. Mình phải kiệm cái thế này mình ngồi an toàn đó nha. Chứ để bị đây đi cả nhà. Đây chắc được. Như nãy đặt cái đó nó bị ngã cả nhà. Nó bị ngã cái máy của con rồi. Mình phải tìm cái ngồi đi. Lỡ đang làm nghi thức thì ngã cái chết luôn. Thôi nè đây đi cho chắc. Mà để con chuyện này hơi khó quá nha. Mày kệ đi không sao đâu. Thôi qua đây ngồi đi cả nhà. Mày chắc nha, an toàn trên hết nha cả nhà. Ơi à, chứ ngồi bên đó trống quá nguy hiểm. Ngồi bên đây cho có thể là mình có điểm tựa có đỡ hơn nha cả nhà. Chứ mấy lần bị quánh quang này rút kinh nghiệm rồi. Tại bị quánh riết phải có kinh nghiệm chứ. Chứ không có kinh nghiệm bị quánh hoài sao được. Mấy ngày nay ho lại cả nha. Ngày nay ho lại rồi. Tại vì mưa gió thất thường nha. Mưa sáng ngày bắt đầu nắng, chiều cái mưa, mưa tối cái bắt đầu đi cái bắt đầu nó hơi lạnh đó cả nha. Cho nên lúc đầu con cũng bị hơi bị ho lại rồi. Để nói chứ phải cẩn thận nha cả nhà. Ngồi với từ từ mới được. Chứ ảo ảo là bị quánh chết luôn. Thì bây giờ tôi là chỉ muốn cúng vào Vong để Vong dùng thôi. Thì mong là Vong có thể là ra dùm những phần lễ mà tôi mang tới nha. Ừ, nhỏ. Trời ơi. Mày đi đâu đây đây nhỏ? Đi giúp ông với đâu? Ai mượn mày giúp tao không cần. Trời ơi trời. Hồi hết hồn quá nha. Mày ngon rồi hen. Nãy mày ngon. Mày dám vô địa bàn của tao nha, mày ngon rồi.
Ủa tôi vô không rài mà. Ông ở đâu ông lại đây mà ông nói của ông? Cái gì? Thì ra là mày hen. Sao tôi sao? Mày hen. Hôm nay tao đi tu bế quan tu luyện có mấy bữa mày vô đây mày quậy địa bàn của tao hen. Mày hen. Ê, tôi không có quậy nha. Thì ra là mày. Tôi chỉ đi giúp thôi à, tôi không có quậy à. Hèn chi tao bế quan có mấy bữa tao luyện công tao ra mấy thằng lính mấy đệ tử của tao thưa thớt cái tên luôn. Trời. Tao kiếm lòng vòng mày không thấy mày hen. Mày ngon rồi. Ủa tôi có bắt đâu mà ngon, tôi đưa về chùa núi tôi học mà. Ai mượn mày đưa? Mày vô địa bàn của tao mày đưa lính tao đi đâu? Đưa đi tu gì đâu. Mày hỏi ý kiến tao chưa mà mày đưa à? Mày ngon quá hen. Biết ông có ở đây đâu mà hỏi. Ông có ở đây thì tôi cũng đưa ông đi rồi. Rồi mắc gì mày không hỏi đệ tử của tao là có sư phụ hay gì hay không mà vô cái mày thấy nó đói khác cái mày dụ dỗ nó mày phiên căng cái mày đưa đệ tử tao đi. Hèn chi tao bế quan tao luyện ra tao công xong ra tao đi kiếm. Tao thấy hả còn được có mấy đứa còn hả nguyên một bầy đệ tử của tao mà mày đưa đi giờ thưa thớt luôn. Tại tao đưa mới có mấy dòng tao có nhiều đâu mà thưa. Đừng đi đâu tao ông nội. Ai mượn mày ngon là bữa nay mày tới số mày với tao. Mày tới số, ông ngon bước ra đây. Mày có giỏi thì đi vô đây. Vô dẫm trong bánh tôi hay gì? Mày giỏi thì mày vô đây, tao quất cho mày te ơi bời qua lá hẹ luôn. Mày ngon hen. Thì ra tao hả, bế quan xong tao ra, tao nói cái gì đâu mà cái địa bàn của tao ẩm là lính này kia ra đệ tử tao này kia là lòng vòng đông dữ lắm, nó giữ lòng vòng ở đây nó ngoan ngoãn lắm. Mà tại sao bây giờ là tao ra là còn được có mấy đứa? Thì đó. Thì ông nói đệ tử ông ngoan thì đúng rồi, ngoan thiệt thì tôi vô tôi khuyên thì chịu chấp nhận về chùa để mà tu rồi. Chứ không lẽ ở đây đói khát lạnh lẽo thì cùng với ông hoài ở đây sao được. Thì ở đây thì từ từ tao tạo điều kiện tao kiếm đồ ăn cho lính của tao mày. Trời ơi. Tào lanh tào lẹt. Về chùa đồ ăn ở trở anh ta đầy đủ hơn ở đây nhiều. Thôi bây giờ để tôi cúng ông dùng đi, chút đưa ông đi luôn nè. Tao không có cần, tao không có đi đâu hết trơn, tao phải xử mày. Xử không? Mày có giỏi mày đi vô đây. Ông có giỏi không ở đây? Mày ngon quá hen. Hèn chi tao đi lòng vòng tao kêu mấy thằng đệ chính của tao nó nói đâu hết rồi các con ơi, đâu hết rồi các con ơi. Còn có mấy đứa nó nói dạ mấy đứa con lòng vòng đây, tao hỏi mấy đứa kia đâu, nó nói mấy sư huynh kia con cũng không biết nữa sư phụ ơi. Trời. Mày ngon hen. Nay mày tới số mày với tao rồi. Ông có giỏi mày đây nào nói chuyện với tôi nè. Mày có giỏi mày bước vô đây. Ông có giỏi mày đây. Mày có giỏi mày đi vô đây. Đâu rồi. Trời. Có giỏi mày vô đây. Giỏi mày vô đây. Tới đây đồ tôi hả? Không có đâu ha. Ông giỏi mày đây. Mày giỏi mày bước vô đây. Ông có giỏi ngon ở đây. Mày ở đâu mà mày đến đây mày tà lanh vậy? Ai mượn mày? Thì ở xa lắm không có ở đây. Ở xa thì mày ở nhà mày lo dưỡng sức, mày lo làm chuyện, mày đi mày mất gì mày đi tới địa bàn của tao mày chọc phá mày quậy địa bàn của tao từ lưa hết trơn vậy? Tôi tại vì được bề trên gia hộ đi giúp các ông nè, đói khát ăn lẻo cúng cho mấy ông dùng rồi cho mấy ông đi mà ông còn không giữ nữa. Thì tao không cần mày đi gia hộ, mày đi giúp dông ở đâu giúp đi, mày đừng tới địa bàn của tao. Tao với đệ tử của tao là trấn giữ cái khu vực này là tụi nó rất là ngoan, tao cũng đâu có phá tán gì ai đâu. Chủ yếu là tao sinh sống ở đây ngày qua ngày để tao kiếm gì đó tao ăn thì thôi, chứ tao có phá tán gì đâu. Mà mày bữa nay mày bởi vì tao nói mày gan, bữa nay mày tới số mày với tao. Ông có ngon mày đây. Mày giỏi mày ngon mày bước vào đây. Ông ngon gì đây? Mày giỏi mày ở đây. Ông ngon mày đây, bước ra. Mày giỏi mày bước vào đây. Bước vô. Đi ra đây. Ông ngon bước ra đây. Mắc gì tao phải nghe lời mày. Chứ ông nói ông tu luyện gì đó, ông hiện bước ra ông ấy ta đổi tôi nè. Thôi tao tu luyện là tao chủ yếu tao để phòng thân với tao ngừa các con bắt đệ của tao bị bắt thôi, chứ tao không có vụ quấn lộn quấn lạo. Ừ vậy hả? Vậy thì bây giờ nếu ông cũng có tính thiện thì bây giờ cúng ông ăn rồi đưa ông về chùa tu cũng sướng hơn vậy. Bây giờ tao không đi đâu, tao không cần đệ tử của tao còn ở đây nhóc đi mà kêu tao đi đâu. Trời. Nãy giờ là tao cho nó đi lòng vòng, nó đi chơi, nó xả tép nữa chứ không có phải mà nó còn ở đây tao ho lên một tiếng một cái là nó lợi nó dở mày, nó giác mày, nó thải làm như là cái bong bóng luôn, mày tin không? Trời, ông đừng có ép tôi nha. Tao ép mày vậy? Tao mà ho lên 3 tiếng mà nó lợi thì nó mày tin không? Ông ho thử coi. Mấy con tiếng à? Một tiếng là nó không có lợi. Mấy tiếng mới lợi? Hai tiếng. Rồi cho ông ho thêm tiếng nữa đó.
Thôi khỏi, giờ tao không ho tao, tại tao cho nó đi chơi nó xả test rồi, là cho nó đi cho nó phải khỏa. Ông rồi quý, ông rồi đây. Mày giờ mày đi về đi, mày lấy đồ mày đi về đi. Thôi tôi không về, tôi muốn giúp ông nè. Tao không cần mày lì quá, hồi là tao thử mày đó, tao không nói nhiều với mày nghe. Thì ông, mày... ông ngon mày đây. Mày ngon mày cứ bước đây. Mày ngon mày bước đây. Nè. Ngon mày đây. Thì ra là bởi vì tao tức tối. Cái gì tao bế qua tao tu luyện có mấy bữa. Về xào xáo chỗ địa bàn của tao, khu vực của tao. Ông ngon mày đây nè. Mệt quá nó nhiều quá. Mày ngon mày đây. Đâu. Nhanh quá cả nhà. Không kịp chó rồi nha. Tôi ở đây giúp đỡ ông thôi chứ. Ừ cả nhà ơi, nãy ngồi đây mà phía sau lưng luôn nha. Thôi để con coi giờ tới thắp hương cúng cho ông dùng nha. Rồi ông ra dùng đi rồi chút xíu giúp đỡ ông cho. Chứ tôi ý xấu đâu mà. Cả nhà ơi, nghe vong của quỷ này cũng khá dữ nha. Nói là ho mấy tiếng là đệ tử về đó. Thôi giờ có không dám dái luôn, thôi để ra coi nha. Quên.
đồ nữa nha. Bánh trái ăn cái này đó nha. Chắc có lẽ là đã ăn rồi cả nhà. Thì để rồi cũng mà lành dữ á. Thôi để con cầu thử ra không nha cả nhà. Ngon rồi. Trời ơi trời. Giỏi mày bắt tao đi. Mày bắt tao đi. Mày giỏi mày bắt tao thử đi. Mày bắt tao thử đi. Ông giỏi buông ra. Mày ngon rồi. Lần này tao cảnh cáo mày nó đó nghe. Không còn lần sau nữa là tao bắt. Ông giỏi buông ra. Tao khoanh mày ra tâm mạnh đó nghe. Mày ngon rồi. Ông giỏi buông ra. Mày thôi nha, thấy hùng ghê không cả nhà, giờ biết đâu trời. Thì tôi bữa nay giúp đỡ ông thôi chứ tôi có làm đâu, ông ra dùng lễ của tôi rồi mà ông còn ngoan cố nữa. Bây giờ tôi cầu ông ra nói chuyện với tôi nha. Đứng như đây thì phải đi xào cầu được, không có giỡn nữa nha. Mùi là Phật là mùi. Không ra cả nhà ơi. Thôi chắc lẽ cho con phép kết thúc video đây về cả nha. Về để ngày mai quay lại tìm cách chứ. Giờ thứ nhất là hung linh này cũng đang rất là hung hăng, mình khuyên cũng không được cả nha. Thứ hai là trời bắt đầu đổ mưa rồi, phải tranh thủ về để mất công. Trời mưa cả nhà, gió giờ khá là nhiều và đã rất hột hay là mưa cả nhà. Rồi thì có lẽ con xin tạm dừng video đây, hẹn cả nhà mình ngày mai mốt gì mình sẽ quay ra đây để mình tìm cách mình khuyên giải hôm nay nha cả nhà. Vậy thì mình xin chúc cả nhà mình có một ngày mới thật vui vẻ, tràn đầy hạnh phúc bên gia đình và người thân của mình, đặc biệt là thật nhiều bình an trong việc cuộc sống nha cả nhà. Rồi xin kính chào và hẹn gặp lại mình ở video tiếp theo.